Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng các công cụ tạo vùng chọn trong Photoshop. Đầu tiên mình sẽ mở phần mềm Photoshop lên ha. Sau đó mình sẽ mở vài cái ảnh để làm demo cho bạn xem. Các bạn có thể vào trang web dang.vn. Sau đó vào download. Mình vào thư mục Design. Vào thư mục Photoshop. Các bạn sẽ tải hai cái ảnh này về để thực tập ha. Ok. Rồi. Mình sẽ vào file trong Photoshop, open lên. Các bạn mở hai cái ảnh mới vừa tải về. Đó. Thì đây là cái ảnh sau khi đã hoàn tất cái bài thực tập. Và đây là cái ảnh để mình thực tập ha. Đó. Thì trong Photoshop có 4 công cụ để các bạn tạo vùng tròn. Thứ nhất là công cụ mặt quy, viết tắt là M. Đó. Các bạn có thể sử dụng công cụ này để tạo các vùng tròn hình vuông ha, hình vuông, hình chữ nhật á. Đó. Đó. Ok. Đó. Ngoài ra nó còn có hình ellipse. Hình ellipse đây ha. Ok. Đó thì để đổi giữa hai cái công cụ này, các bạn giữ shift và nhấn chữ M. Đó, thì nó sẽ đổi qua lại giữa hai công cụ này ha. Ok. Nhấn shift và nhấp và gõ chữ M vào thì nó sẽ đổi qua lại giữa hai công cụ này. Đó. Thì ở mỗi công cụ nó đều có bốn kiểu ha. Bốn kiểu để các bạn chọn. Thứ nhất là tạo mới đây ha, new selection, tạo mới vùng chọn. Thứ hai là add to selection, nghĩa là thêm vào vùng chọn ha. Thứ ba là subtract from selection, nghĩa là trừ ra khỏi vùng chọn ha. Và cuối cùng là intersect with selection, là lấy phần giao ha. Ok. Đấy. Rồi công cụ thứ hai là lasso. Lasso thì các bạn sẽ vẽ tùy ý ha, để tạo ra một cái vùng tròn. Các bạn sử dụng công cụ này để vẽ. Đó. Hoặc các bạn có thể sử dụng những cái đường gấp khúc. Gấp khúc. Đó. Những đường gấp khúc đây ha, để tạo vùng tròn. Ok. Đó. Thì nó cũng có 4 kiểu như là mặt queen. Đó, cũng có là tạo mới, thêm vào, trừ bớt ra và lấy phần giao ha. Ok. Đó. Và thứ ba là công cụ magic wand, viết tắt là chữ V kép. Đó, nó sẽ lấy vùng chọn theo cái dung size màu ha. Thì cái dung size màu chuẩn là 32, các bạn có thể tăng lên hoặc giảm xuống. Đó. Thường là mình lấy theo một cái màu nào đó, ví dụ như cái nền trắng này nè, các bạn sẽ dùng công cụ magic wand này để mình lấy vùng chọn ha. Đó. Ok. Rồi. Và thứ tư là công cụ path tool, phím tắt là chữ G ha. Cái này nó cũng giống như là lasso vậy đó, các bạn cũng có thể vẽ ngẫu nhiên để lấy vùng chọn này. Ok. Rồi. Và có công cụ đặc biệt là pen, các bạn có thể vẽ thành những cái đường cong ha, để mình lấy vùng chọn. Đó. Ok. Đó, thì mình có hướng dẫn một cái video chuyên sử dụng công cụ pen này để tạo vùng chọn. Các bạn có thể vào kênh YouTube Tủ Sách Vàng của mình ha, sau đó xem lại cái video là mình sẽ sẵn từ khóa ở đây là công cụ pen. Đó, các bạn sẽ xem cái video sử dụng công cụ pen để tạo vùng chọn trong Photoshop ha. Ok. Rồi. Rồi, ở bài này mình sẽ bắt đầu thực tập ha. Các bạn sẽ tạo ra một cái ảnh có kích thước bằng cái ảnh gốc này. Mình sẽ nhấn Ctrl A để chọn tất cả. Sau đó Ctrl C để copy. Và nhấn Ctrl N
để mở một cửa sổ mới, cửa sổ new lên. Các bạn sẽ để nguyên thông số, chiều rộng, chiều cao, độ phân giải này ha. Và mình để ý là cái background là mình sẽ chọn về màu trắng, sau đó nhấn OK. Đó. Rồi, tiếp theo, các bạn sẽ tạo cái vùng chọn cho hình cô gái này. Mình sẽ sử dụng công cụ Lasso Tool để mình tạo vùng chọn. Đó. Rồi các bạn sẽ sử dụng công cụ Magic Wand và mình nhấn Alt để mình trừ cái vùng chọn, cái vùng màu trắng này ra ha. Trừ ra. Rồi sau đó mình sẽ kéo nó vào cái ảnh mới tạo. Nhấn chữ V và kéo vào đây. OK. Đó. Tiếp theo các bạn sẽ ghép cái áo vào ha, cái áo khoác này vào. Mình sử dụng công cụ Lasso, chính tắt là chữ L. Đó. Sau đó dùng công cụ Magic Wand để trừ cái màu trắng này ra ha. Nhấn Alt. Rồi sau đó mình kéo vào cái ảnh mới này, nhấn V và kéo vào. Đó. Mình sẽ ghép cho nó khớp cái áo này ha. Đó. OK. Tiếp tục mình sẽ ghép cái áo khoác vào. Để bỏ vùng chọn các bạn nhấn Ctrl D ha, Ctrl D hoặc là vào menu Select, nó sẽ có những cái tính năng để xử lý vùng chọn. Trong đó có Ctrl A nghĩa là chọn tất cả, Deselect là Ctrl D, Reselect là Shift Ctrl D, Invert là đảo vùng chọn ha, Shift Ctrl Y. OK. Feeder là độ mềm của vùng chọn. Ctrl Alt D. OK. Rồi, mình sẽ lấy vùng chọn cho cái áo khoác này. Đó. Rồi, các bạn giữ sử dụng công cụ Magic Wand và giữ Alt để mình xóa cái vùng trắng này đi. Sau đó kéo vào cái ảnh mới này ha. Nhấn V và kéo vào. Mình sẽ ghép vào đây. Đó. OK. Tiếp tục là cái nón ha. Mình sẽ ghép cắt cái nón này. Sử dụng Lasso quét cái nón này. Và Magic Wand xóa cái vùng trắng này đi. Và kéo nó vào. OK. Rồi. Tiếp tục là cái phần quần ha. Các bạn cũng dùng Lasso Magic Wand. Và kéo nó vào. Ghép vào đây ha. OK. Tiếp tục là giày. Đôi giày. Magic Wand. Nhấn Alt và kéo nó vào ha. OK. Rồi. Vậy là video kết thúc ở đây ha. Các bạn thấy thích video này thì hãy like, hãy share, hãy comment bên dưới để mình trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.